Món gà hấp mắm Nhĩ được làm khá công phu, từ khâu chọn nguyên liệu đến quá trình ướp gia vị và hấp chín. Loại gà dùng hấp mắm Nhĩ phải là gà ta thịt chắc và thơm, ngon nhất là dùng gà tre để hấp. Gà làm sạch đem ướp với mắm Nhĩ và một số gia vị truyền thống cho ngấm đều. Sau đó cho gà ướp sẵn vào nồi cùng nước mắm Nhĩ, hấp bằng lửa vừa khoảng 30 phút thì gà sẽ chín. Mở nắp ra kiểm tra, khi thấy thịt gà se lại, mềm và nước mắm Nhĩ sệt lại thì chắc chắn gà đã chín và bạn có thể thưởng thức được rồi. Khi gà chín được xé ra, bạn nhìn xem miếng da gà vàng ươm, giòn sần sật, lại còn đậm đà vị nước mắm Nhĩ đặc trưng khiến bạn khó có thể chối từ. Gà hấp mắm Nhĩ có vị thơm ngọt của thịt gà cùng với vị mặn mặn đậm đà của mắm Nhĩ, ăn cùng với một số loại rau mùi khiến món ăn trở nên thơm ngon. Thú vị hơn là dùng nước mắm Nhĩ đã hấp gà để làm nước chấm. Bạn gấp một miếng thịt gà chấm với nước chấm và thưởng thức, chắc chắn hương vị đậm đà và thơm ngon của món ăn sẽ khiến bạn khó có thể dừng đũa rồi. Vì món ăn sử dụng phương pháp hấp nên thịt gà không bị mất đi hương vị và mùi nhờ nước mắm thơm lừng thấm vào trong từng thớ thịt. Một lần về miền Tây, được thưởng thức những món ẩm thực đặc sản vùng miền và điều đáng nhớ nhất là được thưởng thức món gà hấp mắm Nhĩ. Chắc chắn mùi vị của món ăn và cách biến tấu dân dã của người miền Tây sẽ cho bạn những cảm giác khó quên.